Xin chào bạn, là tôi sĩ sắp kiến thức này. Hôm nay mình cháu bé 11 tuổi các bạn ạ. Mấy cháu ấy cũng rất là bé rồi. Thì bố mẹ chỉ có đứa con trai là suốt ngày đi cho nong với lộn ra này, hậu quả của nong với lộn mà nó không có đúng chỉ định. Đấy, và người ta cũng không có chăm sóc tốt sau khi mà nong lộn. Bạn thấy là nong với lộn mà chúng ta không chăm sóc được tốt sau khi mà chúng ta làm ấy. Đấy, thì bây giờ nó cũng sẽ dính nặng lại hơn so với trước đó và nó bị xước sát rồi, tạo thành cái sẹo, nó viêm mới hẹp dần dần. Đấy, cho nên là người ta chỉ nong với lộn trong những trường hợp mà nó hẹp nhẹ thôi, nó hẹp rất là nhẹ thì chúng ta nên nong lộn. Nhưng còn những trường hợp mà hẹp nặng thì chúng ta không nên nong lộn một tí nào các bạn. Bởi vì cái diễn biến bình thường của nó ấy, thì nó sẽ tự nó nong lộn ra một cách nó bình thường. Cái tỷ lệ mà hẹp đau đầu ở trẻ con ấy rất là cao, 96% đứa nào đẻ ra các bạn thì đứa nào đẻ ra nó cũng hẹp hết, nó cũng dính hết. Đấy thì gọi là hẹp sinh lý. Thế nhưng mà đến người trưởng thành ấy, trên 18 tuổi nó chỉ còn dưới 1% thôi. Đấy nghĩa là cái diễn biến bình thường nó sẽ tự nó nong, nó lộn ra và tự cái bao quy đầu nó lớn lên thì nó nong, nó lộn ra, nó không bị hẹp nữa. Chứ còn tỷ lệ chỉ có một tỷ lệ rất là bé chúng ta cần phải can thiệp thôi. Cho nên là chúng ta nếu mà cháu bé chúng ta nên cứ lộn ra tối đa có thể, không làm cháu đau, vệ sinh sạch, không bị nhiễm trùng được. Thế còn tất nhiên là nhiễm trùng đấy hoặc là vấn đề gì đấy viêm thì bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật rồi. Nếu như cháu này là bị viêm thì bắt buộc phải phẫu thuật các bạn. Đang dùng tuổi 11 nó cũng hơi sớm. Đấy, những trường bắt buộc chúng ta phải làm thôi. Còn độ tuổi lý tưởng nhất để phẫu thuật này là khoảng 15-16 tuổi. Thì bạn đã dậy thì rồi, chắc chắn là bị hẹp hay không rồi. Thế chú cắt cho thành chim mẫu này để sau đi thi ngoài họ chim mẫu. Chim vương. Đó. Có đau không cháu? Không đau á? Đây các bạn thấy là một anh chàng mới có 11 tuổi đâu các bạn này. Chim bé tí luôn. Chim gọi là chim ré này. Đẹp nhỉ. Bạn này hẹp khủng khiếp bạn, hẹp độ 1 luôn. Đây nó còn dính vậy. Đau không cháu? Không nhiên. Không. Các bạn nhìn này, nó vết mổ nó đẹp khủng khiếp các bạn. Đẹp thật. Kìa có cái chỉ bé bé hơn tí nữa không thì nó ngồi đẹp. Này mới 9 điểm rưỡi đâu các bạn.